Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại mình đang ở Lắp Giò của Đồng Tháp. Hôm nay có đến chỗ khu vườn của anh Hưng anh em ơi. Anh có một cặp mai tàn khá là vip nha. Rồi đầu tiên anh em ơi, mã số 1 nha anh em. Cây này cao 4,5 m nha anh em. Còn tán ngang tầm khoảng 4 m nha. Cây này đặc biệt nhất trong vườn của anh Hưng anh em ơi. Cây này bông đột biến nha. Nó trung bình nó tầm khoảng 7-12 cánh anh em. Còn có những cái bông nó chỗ cái phần gốc á, nó tầm khoảng 20 mấy cánh anh em, 24, 26, 28 cánh là bình thường nha anh em. Nó đột biến nha. Lạ lắm, mà cây này cây zin nha anh em. Cây cổ zin. Một cốt đi lên. Đây nút nụ thì bao cho anh em chơi Tết lốn sưng luôn. Nút kìa, đặt cây hết. Xương tàn đẹp nha. Mà do Tết mình lấy lá xuống rồi mình quay cây này chứ nó thưa này kia nè. Chứ vài bữa nó ra bông anh em chỗ bông đặt cây á, đẹp lắm. Cây này bông độc biến anh em, điểm nhấn nha. Cây mai độc lạ nha, cổ thụ. Đây, nguyên cái phần thân cái bộ đế đó, nó xù hết anh em. Còn những cái nút á, nó gà đó, nó phúng ra chỗ cái phần đế đó nhiều lắm. Đặt cây hết. Quá trời cục đế. Còn nào lấy chất lượng không nè, to to không, còn mấy búp nó gai nè, tự nhiên luôn nha, chứ không phải chích keo cho nó gai như nè, xù hết bộ đế luôn, thân sắn nha, liền lạ cái cây lắm. Rồi đâm đo cái hoành có khoảng nhiêu vậy anh Hưng? Rồi 78 hoành nha nè. Mình đo sẽ xuống xíu nữa coi nhiêu anh. Để đo trên cao khoảng cả tấc nha nè. Đo là đo hình thức cho anh em tham khảo nha. Rồi mình cái cây lớn tiền anh em tới vườn anh em xem cho nó rõ nè anh em ơi. Là 86 anh. Rồi sẽ xuống xíu là 86 nha. Phong thủy luôn là ngay cái dây đế luôn anh, ngay cộng đế luôn nè. Nè. Rồi quay cho anh em xem cho nó cận vậy nè. Rồi mua bán mình tới vườn mình đo lại bình thường anh em ơi. Nhiều khi mỗi anh em sẽ đo cách đo khác nhau nha. Đo này mình cũng nhắc lại hoài anh em ơi, nan giải quá. Lên cái đo chợt cái anh em gầy quá trời gầy. Rồi đó mình đo luôn nồi đế coi nhiêu anh Hưng. Tổng thể nồi đế. Tổng thể hơn 4, gần 400 à. À hai cái thước là không có hề hớn gì nha. Mà khoảng 4 mét nha. Là còn nữa nha anh em, cái này mặt trên nha. Anh Trầm nó thuần lên, anh lắp lại nó bớt nha anh em. Này tới xem bên ngoài nó mới đá nè. Ở đây do nãy giờ mình giật camera là mình bước vậy nè, đi xuống đó không được nha. Có vậy anh em thông cảm. Bước cái nó qua mấy cái bậc nó cái giật á. Đây, bộ đế nè. Giáp vòng hết. Mình đo thóc thân lên có phải nhiêu anh Hưng? Xù bụng đều hết nha. Thoát thân nó 1m12 anh. Rồi thoát thân 1m12 nha. Làm như tán dù vậy nha. Còn tàn thì nó phân chia ra đều lắm anh em. Bắt dài lên hết. Đẹp cái cây. Rồi mặt bên đây đây. Mười mấy Tết rồi. Vậy bữa nữa chắc là nó bung bông quá anh em. Đầu cây đặt lại liền. Một cây xù bông độc biến nha, điểm nhấn nha nè. Rồi mã số 1 là anh em xem hộp nhãn cũng liên hệ trực tiếp với anh Hưng.
mình đến vườn xem cây rồi mình trao đổi giá rồi mình chốt nha nè. Rồi tiếp theo mã số 2 anh em ơi, một cây mai xù nha, phần thân gốc là xù 100%, một cốt tầng thông. Số 2 này cao khoảng nhiêu vậy anh Hưng? Rồi cao 5m, tán 4m rưỡi. Đây, bộ tàn này chọn quay bốn mặt nha nè. Ở đây mỗi cây thì anh điểm dây anh chặn nhẹ xuống nè, còn nhiều zin hết nha. Cốt cành đẹp. Mặt bông cái này sao anh Hưng? Bông 5 đến 9 cánh à. Bông chùm à. Rồi từ 5 đến 9 nha nè. Bông chùm nút đây. Dây dây nha. Rồi dàn xương phía đây nè em ơi. Lái lá rồi mình là thấy dàn xương hết nè. Đặt hết nha. Đều hết. Rồi cái phần thân gốc đây nè. Cổ thụ. Vườn ảnh này còn rất là nhiều cây nha nè. Còn giá cả thì tùy theo cây, chất cây. Mình đến tham quan đó, ưng cây nào ảnh vô lưu cây đó anh em ơi. Giá cả thì không có báo trong video, mình đến vườn xem đó, cây bên ngoài ưng thuận mua vừa bán, được là mình chốt anh em. Rồi anh lên đo mẹ cái hoành cái phẳng nhiêu anh. Cái này hồi xưa nó xù lắm nha nè, cái anh bứng về vào đầu nó chừng lại nè. Giờ cây đang phát triển nó sung lại nè, chỗ xù lại bạt bạt lên vậy nè. Rồi 88 hoành anh đo trên cao nha nè, xuống xíu nữa cho anh em tham khảo nè. Xuống tí nữa ra 94 rồi. Rồi 94 nè, những con số mà đo cho anh em tham khảo nha, không phải tính hoành nha nè. Bán là bán chất cây, rồi anh em đến xem cây đó. Nó ok anh em ơi. Rồi nồi đế 3m rưỡi nha. Đế đặt nha, ở đây chồng lắp lại. Tới mô đế xem bình thường nha nè. Này, vô cho anh em xem nè. Ở trên chụp xuống nè. Đế là nguyên zin nè anh em ơi. Để mặt trên không có làm gì nha. Quay là quay giáp vòng hết tứ diện hết cho anh em xem cho nó gõ cái cây. À. Nhắc lại với anh em toàn bộ vườn ảnh là mai Tết hết nha. Bao bông đẹp. Nút nụ nhiều cho anh em chơi Tết. Rồi mã số 2 này anh em mà hợp nhãn cũng liên hệ với anh Hưng luôn nha. Để mình chốt về mình đón xuân nha anh em.